Mở đầu tiết mục hôm nay, chúng tôi trả lời thư của bạn Nguyễn Hồng Thủy ở phường 3, thành phố Bạc Liêu. Hiện nay, tôi thấy có nhiều phương tiện giao thông vận tải đường bộ của cá nhân và tổ chức có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên kính, thân xe và khung biển số xe. Tuy nhiên, những bản đồ này không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vậy, trường hợp này có vi phạm pháp luật và bị xử phạt hay không? Bạn Thủy thân mến, đúng như bạn phản ánh, hiện nay có nhiều phương tiện lưu thông đường bộ dán bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 11 Nghị định số 18 trên 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 quy định. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. Đồng thời bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ, buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm nếu có. Nếu cá nhân nước ngoài vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, giới hành vi xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ sẽ bị xử phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Tiếp theo chương trình chúng tôi trả lời thư của bạn Nguyễn Thị Phương ở xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Thư bạn trình bày. Do bệnh nặng, bác tôi đã giao cho vợ chồng tôi quản lý toàn bộ tài sản của bác. Sau khi bác mất, chúng tôi mới biết bác đã lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho con gái. Tuy nhiên, người con gái này đi làm xa lâu ngày và mất liên lạc. Vậy chúng tôi phải làm gì với di sản này? Bạn Phương thân mến, khoảng 2 điều 616 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người quản lý di sản như sau. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản, thì người đang chiếm hữu sử dụng quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản. Và khoảng 2 điều 617 Bộ luật dân sự cũng quy định nghĩa vụ của người quản lý di sản. Người đang chiếm hữu sử dụng quản lý di sản quy định tại khoảng 2 điều 616 của bộ luật này có nghĩa vụ sau đây bảo quản di sản không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác. Thông báo về di sản cho những người thừa kế. Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại. Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc là theo yêu cầu của người thừa kế. Khoảng 2, điều 618 Bộ luật dân sự quy định quyền của người quản lý di sản. Người đang chiếm hữu sử dụng quản lý di sản quy định tại khoản 2 điều 616 của bộ luật này có quyền sau đây: Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế. Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế. Được thanh toán chi phí bảo quản di sản. Như vậy, vợ chồng bạn là người quản lý di sản, do đó quyền và nghĩa vụ của vợ chồng bạn sẽ được thực hiện theo các quy định nêu trên. Anh Dương Giang Giàu ở xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Thư anh hỏi. Tôi đi xa quê hương làm ăn, tới nay được hơn 10 năm. Khi về tôi mới biết vợ tôi đã làm thủ tục đề nghị tòa án tuyên tôi đã chết và xin ly hôn. Vậy tôi và vợ còn được pháp luật công nhận là vợ chồng hay không? Tài sản chung của hai vợ chồng sẽ được giải quyết như thế nào? Anh vào thưa mến, Điều 67 Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2014 quy định về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về như sau. Khi tòa án ra quyết định quỷ bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của tòa án theo quy định của luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau khi có hiệu lực pháp luật. Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng được giải quyết như sau. Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của tòa án quỷ bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ chồng có được kể từ thời điểm quyết định của tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Đến khi quyết định quỷ bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó. Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của tòa án về việc tuyên bố vợ chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn. Như vậy, trong trường hợp này, quyết định cho ly hôn của tòa án vẫn có hiệu lực pháp luật. Tài sản chung của vợ chồng sẽ được giải quyết như chia tài sản ly hôn. Liên quan đến việc phân chia di sản thừa kế, anh Nguyễn Văn Tú ở phường 7, thành phố Bạc Liêu hỏi. Một tháng trước, cha tôi qua đời, không để lại di chúc. Khi còn sống, cha tôi chỉ có tôi và em gái tôi là người thân. Theo thỏa thuận giữa các thành viên trong gia đình, em gái tôi sẽ lấy phần đất và tôi sẽ giữ căn nhà là di sản do cha tôi để lại. Cha tôi đứng tên trên các giấy tờ nhà đất. Xin hỏi, cha tôi không để lại di chúc phân chia di sản thì anh em tôi sẽ thực hiện thủ tục thừa hưởng và sang tên các tài sản trên như thế nào? Anh tú thân mến, theo quy định của pháp luật, khi người mất không để lại di chúc thì phần di sản sẽ được phân chia theo pháp luật. Theo các thông tin anh cung cấp thì anh và em gái là những người thừa kế hàng thứ nhất của cha anh. Để được thừa hưởng và thực hiện thủ tục sang tên phần di sản thì anh và em gái phải thực hiện thủ tục khai nhận và phân chia di sản thừa kế. Thủ tục này được thực hiện tại phòng hoặc văn phòng công chứng. Theo Điều 57 Luật Công chứng 2014, khi công chứng văn bản khai nhận và phân chia tài sản là bất động sản, người đề nghị công chứng phải xuất trình các giấy tờ sau. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản. Số hộ khẩu, giấy khai sinh. Giấy chứng tử của người để lại di sản. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú hoặc tạm trú trước đây của người để lại di sản. Sau thời gian 15 ngày niêm yết công khai, nếu không có khiếu nại tố cáo, thì cơ quan công chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Khi đó, anh và em gái có thể mang văn bản thỏa thuận trên cùng giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của cha anh đến nộp tại văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Anh Nguyễn Mạnh Hùng ở phường 5, thành phố Bạc Liêu hỏi. Cách đây 3 năm, tôi có đánh bạc và bị tạm gia 1 tháng rồi ra tòa nhưng tôi chỉ bị phạt tiền. Vậy trường hợp của tôi có bị xem là có tiền sự hay không? Và tôi có phải làm đơn xóa án tích không? Anh hùng thân mến, người có tiền sự là người đã bị kỷ luật hành chính, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự mà chưa được xóa kỷ luật, chưa được xóa việc xử phạt hành chính. Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính như sau: cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính nếu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc là một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc là từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trong trường hợp của anh, hành vi của anh chỉ bị xử lý vi phạm hành chính với hình thức xử phạt là phạt tiền thì trong thời hạn 1 năm kể từ ngày anh chấp hành xong hình thức xử phạt hành chính, nộp đầy đủ tiền phạt mà không tái phạm thì sẽ được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Cho đến hiện tại đã là 3 năm kể từ khi anh bị xử lý. Nếu trong thời gian đó anh không tái phạm thì anh không bị coi là người có tiền sự. Như vậy nếu anh đáp ứng đủ điều kiện được coi chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 7 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 điều trên thì anh đương nhiên được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà không cần làm đơn đề nghị. Bà Nguyễn Thảo An ở xã Hưng Hội, huyện Chính Lợi, thư bà hỏi. Tôi được biết, theo chính sách của Bảo hiểm Y tế, thì hiện nay khi khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm Y tế đã được thông tuyến quyện. Như vậy, nếu người dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện quyện của tỉnh này mà đi khám ở bệnh viện quyện tỉnh kia thì có được giải quyết Bảo hiểm Y tế không? Ngoài ra, nếu người dân đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến tỉnh thì khi đi khám ở tuyến quyện có được giải quyết Bảo hiểm Y tế đúng tuyến hay không? Bà An thân mến yêu cầu của bà được ông Lâm Thanh Phong, trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau. Theo yêu cầu của bà An, chúng tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại điểm C khoảng 3 điều 22 luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế được đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiến nguyện trên toàn quốc và được hưởng mức hưởng bảo hiểm y tế của từng đối tượng theo quy định là 80%, 95% và 100%. Vì vậy, người dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tiến nguyện của tỉnh này mà đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tiến nguyện của tỉnh khác thì vẫn được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trên. Ngoài ra, thì người dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Tiến Tỉnh, khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tiến Nguyện, thì được hưởng bảo hiểm y tế đúng tiếng. À, xin thân ái kính chào bà. Quý vị và các bạn thân mến, trả lời của ông Lâm Thanh Phong, trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu, cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.